Nhân ngày 20 tháng 11, cô giáo vùng cao khoe món quà hai con cua, trò chúc cô bò nhanh như con cua. Những ngày qua, mạng xã hội lan tỏa đoạn video một bé trai vùng cao tặng món quà đặc biệt cho cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong video, bé trai lễ phép khoanh hai tay khi tặng cô giáo hai con cua đựng trong chai nhựa. Bé hồn nhiên nói, con chúc cô bò nhanh như cua. Các em học sinh khác trong lớp lần lượt tặng cô giáo những món quà đặc biệt như bông hoa rừng tự hái, chiếc váy dân tộc Mông, túi gạo, bó rau xanh, củ gừng, mía ớt xanh, cùng những lời chúc dễ thương. Em chúc cô ăn cơm để lớn hơn, con chúc cô xinh đẹp như củ gừng, con chúc cô mặc váy xinh đẹp. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhận về gần 15 triệu lượt xem chỉ sau 3 ngày. Nhiều người dùng mạng bày tỏ yêu mến về câu chuyện của cô trò vùng cao, đặc biệt là sự hồn nhiên của bọn trẻ với những món quà vô giá dành tặng cô giáo. Theo tìm hiểu của phóng viên, cô giáo trong đoạn video trên là chị Nguyễn Kim Hồng, công tác tại điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Cô Hồng gửi lời cảm ơn học sinh đã gửi tặng những món quà ý nghĩa. Dù các em có hoàn cảnh khó khăn, tình cảm các em dành cho cô là vô giá, chị nói. Điểm trường của chị Hồng có 28 học sinh, thuộc hai khối lớp 1 và 2. Các em học sinh trong đoạn video là học sinh lớp 2. Trong đó bé trai tặng cô giáo hai con cua, tên là Chan Seo Anh. Ban đầu khi nghe bé Anh nói sẽ tặng cua, chị Hồng bất ngờ, cứ nghĩ là lời nói đùa. Đến khi cầm trên tay chai nhựa đựng bên trong có hai con cua, chị bật cười về sự hồn nhiên của những đứa trẻ vùng cao. Mỗi tháng chị Hồng sẽ dạy học sinh một chủ đề về ý nghĩa của các ngày lễ trong tháng. Sát những ngày lễ như Ngày Phụ Nữ Việt Nam, Ngày Nhà Giáo Việt Nam, chị thường hướng dẫn học sinh cách thể hiện tình cảm với bà, mẹ và thầy cô giáo. Cô giáo Hồng đăng đoạn clip về món quà đáng yêu năm nay và bất ngờ khi bài viết thu hút gần 15 triệu lượt xem, được các diễn đàn mạng xã hội lan tỏa. Chị muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp trong nghề, hy vọng các em học sinh vùng cao được mọi người quan tâm và yêu quý. Mỗi năm một cảm xúc, không năm nào giống năm nào. Những đóa hoa dại được tặng vào ngày đặc biệt, tự nhiên thấy có giá trị, chị tâm sự. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống.